bài kiến ba vị thái sư thúc. Diên Chân phụng mệnh của phương trưởng sư thúc, trước là tới để thỉnh an ba vị thái sư thúc, sau là đệ tử có mấy câu muốn chuyện cao thì tạ tôn. Tên gian nhân này đã hại chết Khổng Kiến sư điệt, cho y một đau là xong, hà tất phải lằng nhằng quấy nhiễu việc thanh tu của chúng ta. Tên gian tặc Diên Chân này, cho dù bị băm thành ngàn mảnh cũng không thể đủ đền tội. Y đã dùng hoa ngôn xảo ngữ mời được ba vị cao tăng đã mấy chục năm không màng thế sự, mượn sức của ba người này để giết hại cao thủ võ lâm. Người có nói chuyện với y. A Di Đà Phật. Tạ tôn, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần ngươi chịu nói ra nơi mà ngươi đã cất giấu đồ long đao thì ta sẽ thả ngươi ra ngay. À, thành khôn, ngươi không lẽ ngươi vẫn còn mặt mũi tới nói chuyện với ta hay sao? Nghĩa phụ. Thành khôn, ngươi vẫn còn mặt mũi tới nói chuyện với ta hay sao hả? Ngươi. Ta sẽ cho ngươi thêm 3 ngày nữa. Trong 3 ngày này, ngươi hãy nghĩ cho kỹ đi nghe. Sau 3 ngày nữa, nếu như ngươi vẫn không nói ra nơi mà ngươi đã cất giữ đồ long đao, thì hãy xem ta thu thập ngươi như thế nào. Thành khôn, ngươi. Ba vị thái sư thúc, đệ tử xin cáo từ. Nghĩa phụ, tên tiểu tử nhà ngươi ở đâu, dám tới Thiếu Lâm sinh sự? Giảng bối hậu học, Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ, bái kiến ba vị cao tăng. Mà giáo giáo chủ là Dương Đỉnh Thiên, sao lại là các hạ cho được? Dương giáo chủ đã qua đời hơn 30 năm rồi. Hả? Vị đại sư này chắc có quyền với Dương giáo chủ. Nếu như lão nạp mà không quen biết với tên Dương Đỉnh Thiên thì làm sao lại thành người một mắt như vậy? Ba sư huynh đệ bọn ta việc gì phải khổ thiền hơn 30 năm ở đây kỳ chứ? Vẫn mong đại sư nói rõ. Trường giáo chủ, lão nạp pháp danh là Độ Ách, sư đệ mặt đen này pháp danh Độ Kiếp, sư đệ mặt trắng pháp danh Độ Nạn. Nếu Dương Đỉnh Thiên đã chết thì mối thâm thù đại hận của bọn ta đành phải tính cho giáo chủ hiện tại của Minh giáo rồi. Sư điệt của chúng ta Không Kiến, Không Tính đều chết trong tay Minh giáo của tiểu tử nhà ngươi.
nếu như ngươi đã tới đây, thì hôm nay chúng ta hãy cùng nhau kết liễu hết mọi chuyện ở đây. À, đại sư, giảng bối và quý phái không hề có xích mích. Lần này tới đây là để cứu nghĩa phụ Tạ Tốn Tà Đại Hiệp, Không Kiến Thần Tăng. Tuy do nghĩa phụ sát hại, nhưng mà bên trong còn có rất nhiều khúc mắc. Còn về cái chết của Không Tính Thần Tăng, không hề liên quan tới Minh Giáo. Quý mong ba vị thần tăng đừng chỉ nên nghe một phía, hy vọng các vị thấu hiểu chân tướng. Theo như người nói, Không Tính là do ai hại chết? Đó là Diên Chân, tục danh Thành Khôn, ngoại hiệu Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ, và là ân sư truyền nghệ của nghĩa phụ giảng bối Tạ Tốn. Hẳn ba vị thần tăng cũng biết rõ, sư muội của Thành Khôn và phu nhân của Minh Giáo Dương Giáo Chủ. Thành Khôn và sư muội từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, tới cuối cùng họ không ở bên nhau được. Về sau, vì tình sinh hận, kết mối thâm thù đại hận đối với Minh Giáo. Giảng bối không biết Đồ Ách đại sư vì sao kết thù với lại Dương Giáo Chủ. Giảng bối nghĩ bên trong nhất định sẽ có kẻ gian bày kế hãm hại, người này có thể là Thành Khôn. Đồ Ách đại sư hãy nhớ lại thử mà xem lời nói của giảng bối có thật hay không. Người nói cũng có lý đó. Năm đó Lão Nạp và Dương Đỉnh Thiên kết quan, Thành Khôn vì ta giúp sức không nhỏ, cho nên ta giới thiệu y làm môn hạ của Không Kiến sư đệ của ta. Như vậy xem ra là do y đã cố ý an bài. Không chỉ như vậy, y còn thèm khát ngôi vị trưởng môn Thiếu Lâm, kết bè kết cánh, âm mưu mật kế, muốn hãm hại Không Vấn đại sư. Thành Khôn, Thành Khôn, nếu như có bản lĩnh thì ta cùng ngươi đối chất. Ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Thực sự là Diên Chân sao? Đương nhiên là y. Việc tới nước này, giảng bối tin ba vị đại sư trong lòng cũng đã hiểu rõ. Nếu y không phải có tật giật mình, hà tất phải giết người diệt khẩu, đúng không? Đúng rồi. Giảng bối có một thỉnh cầu hơi quá, không biết là có nên nói hay không. Người cứ nói đi. Giảng bối muốn nói vài lời với nghĩa phụ, có được không? Mời Trương giáo chủ. Đa tạ. Trong xuống núi đi, đừng lo cho ta nữa. Cuộc chiến hôm nay Trương giáo chủ lấy một địch ba, cho dù bại trận nhưng võ công cao cường Lão Nạp bình sinh chưa từng gặp. Nếu không phải ba người Lão Nạp không màng quy củ giang hồ hợp lực tỉ thí, Tạ Tốn đã sớm bị người cứu đi rồi. Nhưng chúng ta phụng pháp chỉ của phương trưởng canh giữ Tạ Tốn, cũng là dạng bất đắc dĩ, vẫn mong Trương giáo chủ lượng thứ cho. Trương giáo chủ, nếu như người vẫn muốn cứu Tạ Tốn ra, mời quan lâm bổn tự bất cứ lúc nào. Nhưng mà người nhất định phải phá được vòng kim can phục ma,
Tới lúc đó thì ngươi có thể đưa Tạ Tôn đi. Trường giáo chủ có thể gọi thêm nhiều trợ thủ. Chúng ta vẫn là ba người ứng chiến. Trước khi trường giáo chủ đại giá quang lâm lần nữa, ba người lão nạp tất sẽ bảo vệ Tạ Tôn chu toàn. Nếu đã như vậy, giảng bối hôm khác sẽ tới thỉnh giáo cao chiêu của ba vị. Vô kỷ, thiện ác trung hữu báo, còn không cần nói cho ta, cũng không cần tới cứu ta nữa. Ta đã quyết ý không đi rồi. Nghĩa phụ chỉ mong con mọi việc đều phùng hung quá cát, không phụ kỳ vọng của cha mẹ con và sự kỳ vọng của ta. Hảo hài tử, con phải vì giang hồ dương cao chính nghĩa, không thể học tập theo nghĩa phụ, phải học như cha của con. Mau đi đi. Cha và nghĩa phụ đều chính là anh hùng hảo hán, quang minh lỗi lạc, là tấm gương của hài nhi. Ba vị đại sư, thứ cho giảng bối hôm nay vô lễ, xin bái biệt tại đây. A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vô kỷ, động thủ với người của Thiếu Lâm Tự rồi sao? Ừ. Đã gặp nghĩa phụ chưa? Và có hỏi người tại sao lại bị bắt giữ không? Ta chỉ nghĩ làm sao để cứu người ra ngoài, làm gì có thời gian hỏi chuyện nhàn rỗi. Muội làm sao vậy? Với huynh là chuyện nhàn rỗi, nhưng với muội mà nói rất quan trọng. Được rồi, đợi cứu được tại đại hiệp rồi hỏi cũng chưa muộn. Bây giờ muội chỉ sợ. Sợ cái gì? Sợ ta không cứu được nghĩa phụ sao? Không, hiện nay Minh Giáo muốn cứu nghĩa phụ huynh thật sự có thể làm được. Chỉ sợ nghĩa phụ huynh một lòng muốn chết, đền tội cho Không Kiến Thần Tăng. Muội nói có thể không? Vô kỵ, Minh Giáo phát tín hiệu tới, chúng ta mau chóng quay về thôi. Tín hiệu đã phát đi hết chưa? Dạ, phát đi rồi. Yên tâm đi. Phát đi rồi. Người nữa. Yên tâm, bị xong hết chưa? Phát đi rồi. Được, sắp phải đi đánh trận rồi. Hả? Mọi người tập trung một chút. Trường giáo chủ và các lộ nhân mã sẽ tới ngay. Mọi người đã hiểu chưa? Giang kỳ sứ có ở đó không? Hả? Tham kiến giáo chủ. Tham kiến giáo chủ. Để miễn lễ. Giang kỳ sứ, mọi người tới Thiếu Lâm từ lúc nào vậy? Mới tới 2 ngày. Dương Tả Sứ, Phạm Hậu Sứ dẫn dắt cao thủ trong giáo tới Thiếu Lâm đòi người, chỉ là không gặp giáo chủ Quần Long vô thủ thôi. Vậy Dương Tả Sứ đâu? Đã ở gần đây. Hình như là giáo chủ tới rồi. Ừ. Nè, tránh ra. Tránh ra.
ra. Giáo chủ. Đi. Giáo chủ, chúng mới để miễn lễ. Giáo chủ, quần hùng Minh giáo sau khi biết tung tích của Tạ Tốn, sau khi thương nghị, nếu như đợi tới tiết Đoan Dương khi thiên hạ để tránh phiền toái. Biết rồi. Huynh cần gì phải nói? Hả? Sao lại đi gần giáo chủ? Sao vậy? Thế nào? Huynh sợ rồi hả? Đừng lo cho muội, muội sẽ tự có cách. Nha đại ca, tôi cải trang thành một đệ tử dưới kỳ của huynh ha. Đúng rồi. Sao kỳ lạ vậy? Ngươi tới thị trấn giúp trợ cô nương mua một bộ y phục. Mau đi đi. Mau đi đi. Yên tâm rồi chứ? A Di Đà Phật. Binh giáo Trương Vô Kỵ, thống lĩnh chúng huynh đệ, bái kiến, không dứng phương trượng. Thì ra là Trương giáo chủ. Phương trượng, chúng tôi không có chuyện sẽ không tới Tam Bảo Điện, vẫn mong người niệm tình đồng đạo võ lâm, thả Tà Pháp Dương của Tệ giáo, đại ân đại đức ngày sau, ắt sẽ đền đáp. A-di-đà-phật, người xuất gia lấy từ bi làm gốc, căm giận chém giết, vốn không nên làm khó Tạ Sư Dương. Nhưng mà sư huynh của lão nạp không khiến đã chết dưới tay của Tạ Thi Chủ. Trương giáo chủ là chủ của một giáo, cũng nên hiểu rõ quy tắc võ lâm. Cũng không thể trách một mình Tạ Sư Dương. Không kiến đại sư vì muốn hòa giải ân oán trong võ lâm, cam nguyện nhận chịu. Thiện tai, không kiến sư huynh dùng đại nguyện dốc sức làm việc thiện này, công đức không hề nhỏ. Tạ Sư Dương lỡ tay làm hại không kiến đại sư, vô cùng hối hận. Nhưng mà về sau suy nghĩ kỹ lại, kẻ gây tội ác thật sự trong chuyện này chính là Diên Chân đại sư của Quý Tự. Xin mời Diên Chân đại sư bước ra, chúng ta giáp mặt đối chức, làm rõ thị phi. Lần trước trên Quang Minh đỉnh, tên ác tặc đó giả chết, sau đó lại sống lại, lén là lén lút là làm cái gì chứ? Mau gọi y ra đây. Không được vô lễ. Nè giáo chủ, thuộc hạ mắng tên ác tặc Diên Chân, chứ đâu có mắng phương trưởng là ác tặc đâu. Vậy còn cái chết của không tính đại sư, Trường giáo chủ sẽ giải thích thế nào đây hả? Không tính đại sư hào sảng hiệp nghĩa, ngày đó chúng tôi ở Quang Minh đỉnh từng giao hẹn ngày sau tham cứu võ học, nhưng mà không ngờ người lại gặp đại nạn này. Huynh đệ chúng tôi đều cảm thấy rất thương tiếc. Những việc sau này thật sự mà nói không liên quan gì tới Minh giáo của chúng tôi. Trường giáo chủ quả nhiên chối bày chối biến hả? Vậy vì quận chúa của Nhữ Dương Dương có qua lại với Minh giáo cũng là giả hay sao? Ông ơi, trên dưới Minh giáo ta xưa nay chưa từng cùng quận chúa của Nhữ Dương Dương liên thủ đối phó Thiếu Lâm. Nói như vậy, Trương giáo chủ và quận chúa của Nhữ Dương Dương không có quan hệ gì. Quận chúa không hợp với cha và huynh cổ, đã đầu thân Minh giáo. Trước kia cổ có rất nhiều điều bất kính với Quý Tự, ngày sau ta nhất định lệnh cổ thắp hương bái Phật, trịnh trọng tạ tội. Trương giáo chủ hoa ngôn xảo ngữ, ăn nói hàm hồ. Người thân là giáo chủ một giáo, ăn nói bậy bạ, không phải khiến anh hùng thiên hạ chê cười hay sao? Ông không chỉ đại sư, giáo chủ ta nghĩ ông là tiền bối cao tăng, đã nể mặt ông rồi, ông nên biết tự trọng. Giáo chủ ta xưa nay thủ tín trọng nghĩa, ha có thể nói một câu giả dối? Ông sỉ nhục giáo chủ ta chính là sỉ nhục trăm vạn giáo chúng của mình giáo. Đúng vậy. Đúng vậy. Giáo chủ ta đối với ông khoan hồng đại lượng, không hề chấp nhất. Những kẻ làm thuộc hạ chúng ta thì không thể bỏ qua dễ dàng. Đúng vậy. Đúng vậy. Trăm vạn giáo chúng thì đã làm sao?
Không lẽ muốn sang bằng Thiếu Lâm tự thành bình địa? Mà giáo sĩ Nhục Thiếu Lâm cũng không phải là hôm nay mới bắt đầu. Chúng ta thất thủ bị bắt, bị giam trong Vạn An tự thì chỉ có thể trách mình sơ ý mà thôi. Vẫn thường hay nói chính tà bất lưỡng lập. Ông vậy cũng không sao, nhưng mà các người tới Thiếu Lâm ở trên lưng của tượng Phật Tổ khắc lên 16 chữ lớn: Tiền Trù Thiếu Lâm, Tái Diệt Võ Đàng, Duy Ngã Minh Giáo, Võ Lâm Xưng Dương. Câu này nói ra thật uy phong, thật dữ tợn rồi. Lời của Không Trí Đại Sư sao ta nghe mà không hiểu? Giáo chủ Tệ Giáo là công tử của Trương Ngũ Hiệp, đệ tử Võ Đan, trên giang hồ ai nấy đều biết. Chúng ta dù có cuồng vọng hơn nữa cũng không dám sỉ nhục tiên nhân của giáo chủ, có đúng không? Đúng rồi. Đúng. Lại nói bản thân Trương giáo chủ sao lại khắc dòng chữ Tái Diệt Võ Đan gì đó? Hai vị đều là cao tăng hữu đạo, không lẽ đạo lý nhỏ nhặt như vậy cũng không hiểu hay sao? Tại hạ tin rằng không có chuyện này. Các vị chỉ tranh luận suông không có ích gì, xin mời đi theo lão nạp, vừa nhìn sẽ biết ngay chân tướng. Mời. Mời. Coi kìa. Sao vậy? Trời. Coi kìa. Quý tự quả nhiên phúc trạch thâm hậu, công đức vô lượng. Nè, tượng Phật hoàn toàn nguyên vẹn, không bị tổn thất. Ha. Ôi trời. Lúc nãy Không Trí Đại Sư nói trước đây bị cái gian phá hoại tượng Phật. Ôi trời. Tượng Phật này hiển linh rồi, tất được tu sửa. Ai cha, đáng vui mừng, đáng vui mừng. Đáng vui mừng. Tốt đó. Nếu như tượng Phật đã hoàn hảo như cũ, vậy việc này cũng không cần phải nhắc nữa rồi. Không cần phải nhắc nữa. Trường giáo chủ, hôm qua Quang Lâm cũng đã gặp qua ba vị sư thúc. Nghe nói Độ Ách sư thúc và Trương giáo chủ đã giao ước, chỉ cần người phá được bài trận của ba vị sư thúc dòng Kim Cang Phục Ma thì có thể đưa Tạ thi chủ đi. Không sai, Đồ Ách đại sư thực sự có nói vậy. Nhưng mà tại hạ bái phục ba vị cao tăng võ công cao thâm, tự biết không phải địch thủ. Tối qua đã bại dưới tay của ba vị cao tăng, tướng đã bại trận thì sao dám nói mạnh. A-di-đà-phật, Trương giáo chủ quá lời rồi. Tối qua không phân thắng bại, lại thêm Trương giáo chủ nhân hiệp làm gốc ra tay tương trợ, ba vị sư thúc cảm ân cao nghĩa. Nếu chúng cao tăng của Thiếu Lâm quyết ý dùng võ học để phân cao thấp, giáo chủ, chúng ta không tự lượng sức, chỉ đành lĩnh giáo tuyệt học của phái Thiếu Lâm. Chúng ta vì cứu Tạ huynh đệ mà tới, là do bức bách, không còn cách nào khác. Chứ không phải chúng ta to gan để quấy rối. À, đúng vậy. Với lại huynh đệ minh giáo chúng ta, nghe ta khen ba vị thần tăng thần công cái thế, giả lại tọa quan mấy mươi năm, trong võ lâm không ai hay biết, có thể gặp mặt một lần trong đời thật đã là vinh hạnh trong đời. Được, mời. Mời. A-di-đà-phật. Sư thúc à, ân oán với Dương Đỉnh Thiên tối qua đã được hóa giải, chữ trên lưng tượng Phật cũng đã được giải quyết rồi. A-di-đà-phật. Rất tốt, rất tốt. Như vậy rất tốt. Sửa chữa được như cũ là tốt rồi. A-di-đà-phật. Trường giáo chủ, hôm nay ngươi đã mời bao nhiêu cao thủ tới phá giải dòng Kim Cang Phục Ma của chúng ta? Tối qua giảng bối đã lĩnh giáo thần công của ba vị cao tăng, tại hạ thật lòng bội phục, vốn không muốn tới quấy rối. Nhưng mà Tạ Pháp Dương với tại hạ có ân phụ tử, có nghĩa là bằng hữu với lại chúng huynh đệ của minh giáo ta, vì vậy cần phải giải cứu.
ta muốn mời hai vị huynh đệ của Minh Giáo cùng ta xuất thủ, lấy ba địch ba. Trường giáo chủ không cần quá khiêm tốn. Nếu như lão nạp liệu đoán không lầm, người có thân thủ như trường giáo chủ đường thế, không có người thứ hai. Vậy thì hãy cứ nhiều người hơn một chút, cùng nhau xông lên đi. Cùng lên thì có gì hay ho chứ hả? Ồ đúng vậy. Ồ. Tệ giáo, tôi không thể kháng ngự với quý phái, nhưng mà cơ nghiệp mấy trăm năm, nhân tài của chúng tôi cũng không phải là ít. Tuy tại hạ tạm giữ chức giáo chủ, nhưng mà những người hơn tại hạ ở trong Minh Giáo không phải là ít. Vậy bước dương à, có thuộc hạ đem danh thiếp đưa tới cho ba vị đại sư. Dạ. Hay lắm, thành công đẹp lắm, ảo khảo 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 khảo. Trường giáo chủ nói quy giáo do ba người xuất thủ, ngoài trường giáo chủ và vị Di Bức Dương này ra, không biết còn vị nào bước lên chỉ giáo hay không. Di Bức Dương đã thỉnh giáo qua thần công nội kình của đại sư. Tại hạ muốn mời Minh Giáo Tả Hữu Quang Minh sứ giả tương trợ. Trường giáo chủ quả nhiên nhãn quan sắc bén. Cẩn tuân hiệu lệnh của giáo chủ. Khổ Đầu Đà, ngươi và ta kết quán trong Vạn An Tự, há có thể bỏ qua như vậy. Tới đây, tới đây, đợi lão nạp lĩnh giáo cao chiêu của ngươi trước. Lão nạp hôm nay không trúng thập hương nhuyễn căn tán, thủ hạ mỗi bên sẽ là người làm chứng. Tại hạ phụng hiệu lệnh của giáo chủ lĩnh giáo ba vị cao tăng. Nếu đại sư muốn báo mối thù ngày xưa, sau khi việc này xong xuôi, ta nhất định sẽ tiếp chiêu. Trong Minh Giáo các người, ngoài các hạ ra, không còn cao thủ nữa hay sao? Ông chủ mày. Thuộc hạ ân thiên chính đời lệnh. Không được, ông ngoại, người tuổi tác đã cao, hay là mời cửu cửu? Tuổi tác ta tuy cao, cũng không lớn hơn ba vị cao tăng. Thiếu Lâm các người đức cao vọng trọng, Minh Giáo ta lẽ nào không có lão tướng ông sao? Ông ngoại. Vậy thôi được. Phạm Hữu Sứ, ông giữ chút khí lực, ngày khác lĩnh giáo không trí thần tăng. Vậy ta xin mời ông ngoại tương trợ hài nhi. Cẩn tuân hiệu lệnh của giáo chủ. Trường giáo chủ xin mời. Ha 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 ha.
chứ. Dương Tả Sư, Ân Đại Ca, Vô Kỵ Hài Nhi, hai tay Tả Tốn ta đã dính đầy máu tươi của người vô tội, thật sự chết không đáng tiếc. Hôm nay các người vì cứu ta mà tới đây giao đấu với ba vị cao tăng trong tử, nếu như có chút tổn thương nào thì ta tội càng thêm tội, thật sự chết không đáng tiếc. Hy vọng các người mau chóng rời khỏi đây. Ưng Dương, người không sao chứ? Ưng Dương, giáo chủ, Ưng Dương không cầm cự được nữa. Vô Kỵ, con còn chưa đi sao? Lẽ nào con không nghe lời của nghĩa phụ sao? Nghĩa phụ? Vô Kỵ, không lẽ con nhất định ép ta phải tự đoạn kinh mạch hay sao? Đừng mà nghĩa phụ. Vô Kỵ. Ưng Dương, giáo chủ, làm sao đây, giáo chủ? Ông ngoại, tao đứng dậy đi. Ông Dương, sao rồi? Ông ngoại sao chứ? Không sao thì tốt. Võ công của ba vị cao tăng quả nhiên vô cùng thần diệu. Hôm nay Minh giáo không có cách gì công phá, ngày sau sẽ lại tới lĩnh giáo. Minh giáo quả nhiên cao thủ như mây. Trường giáo chủ, ba huynh đệ ta xin ở đây cung hầu trường giáo chủ đại giá quang lâm lần thứ ba. Nghĩa phụ, Hài Nhi vô năng, chỉ đành đi trước. Người xin hãy bảo trọng. Vô Kỵ Hài Nhi, Đi đi. Vô Kỵ Hài Nhi. Chúng ta đi. Đi. Ưng Dương, đi thôi. Từ từ thôi. Hài Nhi, nguyện Bồ Tát bảo hộ cho con.
giáo chủ, sao người lại quên mất Trương chân nhân? Nếu như thái sư phụ ta chịu xuống núi tương trợ, cùng với hai người chúng ta liên thủ phá dòng kim cang phục ma, nhất định có thể làm được. Nhưng mà việc này sẽ tổn thương hòa khí giữa Thiếu Lâm Võ Đan, thái sư phụ chưa chắc chấp nhận đâu. Hơn nữa thái sư phụ cũng đã trên 100 tuổi, tuy rằng tu vi võ công đạt mức lưu quả thuần thanh, nhưng mà vẫn là tuổi tác quá cao. Nếu như có sơ suất gì thì làm sao mà ăn nói đây? Trương chân nhân nếu như mà chịu xuống núi, nhất định sẽ mã đao thành công. Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Người nghĩ Trương chân nhân thật có thể xuống núi xuất thủ sao? Ân huynh, Ân huynh, Ân huynh, Ân huynh. Ông ngoại, ông ngoại. Tam ca. Ông ngoại à? Cha. Ông ngoại, ông ngoại. Cha. Hả? Ông ngoại, ông Dương, ông Dương, ông ngoại, ông ngoại, ông ngoại, ông Dương, ông ngoại. Vô Kỳ ca ca, huynh cũng không cần quá đau khổ. Ưng Dương tuổi tác đã cao, giờ đây qua đời cũng xem như là hỷ tang. Có thể mạng của ta quá cứng, làm trở ngại trưởng bối. Từ cha ta, mẹ ta, rồi tới ông ngoại, từng người một bỏ ta mà đi. Còn nghĩa phụ của ta thì bị giam cầm, nguy trong sớm tối. Nhưng ta lại không thể làm được gì. Huynh cũng đừng lo lắng quá mức. Tại đại hiệp trải qua nhiều sóng gió như vậy, nhất định sẽ có ông trời phù hộ. Huynh yên tâm đi. Nghĩa phụ cả đời cô khổ, tuổi tác đã cao lại còn bị giam cầm trong đĩa lao, nghĩ tới thôi dù thì ta... Gì ca ca, Huynh cứ yên tâm đi. Tiết đoan ngọ sắp tới rồi, nhất định sẽ có cách. Ha. Thank you.
Giáo chủ Minh Giáo tôi. Vô Kỵ. Vô Kỵ. Gì quá à, đừng vậy. Vô Kỵ. Vô Kỵ. Vô Kỵ. Được rồi, được rồi. Xin chào. Xin chào, xin chào. Thái sư phụ có khỏe không? Thái sư phụ tất cả đều bình an. Còn đại sư bá? Đại sư bá con vì chuyện của Thanh Thư đau lòng phiền muộn không bằng cơm nước. Dốc người gần như gầy đi một vậy nửa rồi. Vậy thái sư phụ người? Đại sư huynh sợ sư phụ lo lắng không dám nhắc chuyện đúng này. Rồi, đúng đúng rồi. Vậy. Hy vọng Tống sư ca biết đường quay về, sớm ngày hối lỗi, cùng đại sư bá phụ tử đoàn viên. Tên nghịch tử đó hại chết thất đệ, cho dù thế nào cũng không thể tha thứ. Được rồi, mọi người nói chuyện đi. Quốc Dương phải rồi, vẫn mẹ đầu lắm mẹ. Mẹ chứ, mẹ chứ. Mọi người nhìn xem, Triệu cô nương cũng tới rồi. Ờ, đây có phải là Triệu cô nương sao? Ờ, phải rồi. Sao quay lại tới vậy? Hay đúng gió. Ủa, sao vậy? Quỳnh đang nhìn gì? Ờ, không, không có gì. Không có gì. Quỳnh đang nghĩ, Chu cô nương sao vẫn chưa tới, đúng không? Gặp mặt rồi, cũng không biết nên giải thích thế nào. Không phải tới đủ rồi sao? Đúng rồi, ông ấy ra đây đâu? Ông ấy đâu? Ông ấy ra đây đi. Vậy, nó ông ấy ra đây. Đâu? Rồi, ông ấy ra đây đi. Ông ta ra đây, phương trưởng. Ông ta ra đây. Đâu rồi? Đúng rồi, bao giờ bắt đầu? Ông ta ra. Nhanh lên. Lâu quá vậy. Nhanh lên, nhanh lên. Đủ hết rồi. Các vị. Nghe ta nói. Các vị à, nghe ta nói đã. Tối được rồi. Yên lặng đi. A Di Đà Phật. Hôm nay được anh hùng thiên hạ nể mặt giáng lâm tệ tự, cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Chỉ là phương trượng đại sư tự nhiên đột nhiên bệnh nặng, vô duyên tương kiến cùng sao? Các vị bệnh nặng chứ? Lệnh cho lão nạp trịnh trọng tạ lỗi. A Di Đà Phật. Hôm nọ rõ ràng nhìn thấy công chính đại sư tới trước linh cữu quân ngoại bái tế, tinh thần đầy đủ, sao lại đột nhiên ngã bệnh được? Không lẽ đã bị thương? Không đúng. Đúng vậy đó. Như vậy là sao chứ? A Di Đà Phật. Muội xem, Dương Chân và Trần Hữu Lượng đều không có đây. Đêm đó huynh nói với lại Đồ Ếch Ba Vị Cao Tăng về âm mưu của Dương Chân, cũng không biết phái Thiếu Lâm Tự có xử lý ra sao về chuyện này. Không vấn đại sư đột nhiên lâm bệnh có liên quan tới việc này không? Không vấn phương trượng, ông suy nghĩ như thế nào rồi hả? Đừng cho rằng bắt giữ ta thì âm mưu của các ngươi có thể thành công. Các ngươi có thể lấy việc bắt giữ ta uy hiếp Thiếu Lâm, nhưng không uy hiếp được anh hùng thiên hạ. Tất cả đều nằm trong dự đoán của sư phụ. Qua mấy canh giờ nữa thôi, đại hội đồ sư sẽ được bắt đầu rồi hả? Đừng vọng tưởng sẽ có người tới cứu ông. Dù là thiên hạ anh hùng mà ông nói đó, thì sau ba canh giờ nữa thôi, chỉ e là không còn lại bao nhiêu đâu. À gì đó. Thì đó, bởi vậy. Sao kỳ vậy? Sao cuộc là sao vậy? Là sao? Có chuyện gì xảy ra? Nè, mấy người cứ... Là hết gì chứ? Sao cứ đi? Chưa ra nữa. Ta nói thế nào? Thì đó. Được rồi. Ờ, các vị à, các vị. Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn gây hại Võ Lâm, tội nghiệp thâm trọng. Mày thầy bị tệ phái bắt giữ, nhưng phái Thiếu Lâm không dám chuyên quyền. Cung thỉnh các vị nhân sĩ Võ Lâm đức cao vọng trọng, hãy cùng nhau nghĩ cách xử trí việc này. Không chỉ đại sư, nói chuyện đã quá.
Ra đi, đi đó, ra, ra đi. Các vị, các vị, đồ Long Đao giống ở trong tay Tạ Tốn, nhưng khi Tệ Phái bắt được y, đào đoa đã không còn ở bên y. Phương trưởng bán tự cho rằng đây là đại sự của Võ Lâm, từng bàn tính kỹ lưỡng, Tạ Tốn hoàng cô quyết không nói thật. Hôm nay anh hùng thịnh hội, một là thương lượng xem xử trí Tạ Tốn ra sao, hai là muốn thăm dò tung tích của đồ Long Đao từ chư vị anh hùng. Vị nào mà biết được tin tức, xin hãy nói rõ. A-di-đà. Trong Võ Lâm nói rằng, Võ Lâm chi tôn bảo đao đồ Long hiệu lệnh thiên hạ, mặc cảm bất tòng, ỷ thiên bất xuất thùy giữ tranh phong. Ngoài thanh đồ Long Đao ra thì vẫn còn có ỷ thiên kiếm. Ỷ thiên kiếm bảo kiếm này á, vốn nghe nói đang ở trong tay của phái Nga Mi, nhưng từ cuộc chiến Quang Minh Đỉnh ngày trước thì đã không biết ở đâu. Nếu đã là đại hội anh hùng thì anh hùng của phái Nga Mi lẽ nào không tới hả? Sao? Cái bàn tới. Cái bàn tới. Cái bàn tới. Xem đồ Long Đao rồi nói. Xem đồ Long Đao rồi nói. Đó. Giờ chúng tôi xem đã. Hả? Đồ Long Đao đâu? Tăng chúng Thiếu Lâm cung nghênh quần hùng cai bàn. A Di Đà Phật. Sử tiền ban chủ của Tệ Bang bất hạnh quy thiên, chúng trưởng lão cùng quyết định lập con gái sử ban chủ Sử Hồng Thạch cô nương làm ban chủ. Vị này chính là tân nhiệm ban chủ của Tệ Bang. Hả? Không trí tham kiến sử ban chủ. Xin mời. Đi thôi. Sử Quả Long của cái bang đã sớm chết dưới tay của Diên Chân, sao lại xuất hiện một sử ban chủ khác được chứ? Đó là Sử Hồng Thạch muội muội. Cái bang tới rồi. Hình như là con gái của bang chủ. Trường giáo chủ, Kim Mao Sư Dương bị bắt có liên hệ rất lớn tới Tệ Bang. Ngày hôm nay bọn ta thà không cần tính mạng cũng phải chuộc lại lỗi lầm của bọn ta. Hơn nữa cũng là báo thù rửa hận cho sử bang chủ của bọn ta. Trên dưới cái bang đều nghe theo lệnh của trường giáo chủ. Xin nghe theo lệnh của trường giáo chủ. Xong pha khói lửa cũng không khước từ. Xong pha khói lửa cũng không khước từ. Xong pha khói lửa cũng không khước từ. Cái bang ta và phái Thiếu Lâm trước giờ không thù không oán. Tệ bang luôn tôn trọng phái Thiếu Lâm là một phái lớn trong Võ Lâm. Ngay cả khi có chút nghi ngờ, bọn ta cũng cố gắng hết sức kiềm chế bản thân, trước giờ chưa dám đắc tội. Nhưng sử ban chủ quy ẩn đã lâu, ẩn cư dưỡng bệnh, hơn 10 năm nay chưa từng có qua lại với chuyện trong giang hồ. Không biết vì sao lại bị sát hại trong tay của cao tăng Thiếu Lâm. Chuyện này là sao? Sao vậy chứ? Hôm nay bọn ta tới đây, ở trước mặt các anh hùng Võ Lâm trong thiên hạ, xin không dấn phương trưởng nói rõ việc này. Sử ban chủ của bọn ta rốt cuộc đã đắc tội vì phái Thiếu Lâm chuyện gì khiến cho cao tăng của phái Thiếu Lâm giết hại sử ban chủ của bọn ta? A Di Đà Phật. À, sử ban chủ không may quy tiên, lão nạp cũng vừa mới biết được chuyện này thôi. Vị trưởng lão đây cứ luôn miệng nói do đệ tử của Tệ Phái gây ra, e rằng trong chuyện này ắt có hiểu lầm. Vị trưởng lão đây xin hãy nói rõ tình hình chuyện xảy ra khi đó. A Di Đà Phật. Hàng trăm năm nay phái Thiếu Lâm là Thái Sơn bắt đầu trong Võ Lâm, bọn ta sao dám dù không? Hãy mời một vị cao tăng của quý phái, vị đệ tử tục gia ra đây đối chất. Nếu trưởng lão đã có lời, ta xin nghe theo. Không biết vị trưởng lão đây muốn mời vị nào ra đây? Là trưởng lão Phái Thiếu Lâm chúng tôi xưa nay chưa từng dùng ám khí âm độc như vậy. A Di Đà Phật. Bắt lấy ông ta. A Di Đà Phật. Không trí đại sư còn nói bọn ta du oan cho phái các người, nhưng chuyện xảy ra trước mắt, ông còn gì để nói hay không? A Di Đà Phật. Chuyện này là sao? Nói đi. Chuyện này là sao? Còn gì để nói?
A-di-đà-phật. Bốn tự do đạt mà lão tổ tạo dựng cơ nghiệp. Mấy ngàn năm nay, tăng lữ mọi thời đều siêng năng Phật Pháp, giữ nghiêm giới luật, không dám làm càn. Dù vì học võ phụng thân, mình mới qua lại với anh hùng giang hồ, nhưng trước giờ chưa làm chuyện thương thiên hại lý bao giờ. A-di-đà-phật. Kim độc này thuộc về ai chứ? Đại trưởng phu dám làm dám giận, mau đứng ra cho ta. Mau ra mặt đi. Kim độc này là thuộc về ai? Đại trưởng phu dám làm dám giận, mau đứng ra đây. Mau ra mặt đi. Hung thủ giết cha sử bang chủ là ai? Trăm vạn đệ tử cái bang tất cả đều biết hết. Các người còn muốn giết người diệt khẩu sao? Trừ khi giết hết toàn bộ đệ tử trên dưới của cái bang, tên hòa thượng giết người này chính là Diên Chân. Quá ra là ngươi. Ngươi cũng cấu kết với Diên Chân. Không phải ta, không phải ta đâu, đừng có đánh mà. Đừng đánh ta đi. Phải Nga Mi tới. Phải Nga Mi tới. Phải Nga Mi tới rồi. Phải Nga Mi tới rồi. Chu trưởng môn, Trương Vô Kỵ xin đến tạ tội với muội. Trương giáo chủ, ngài cần gì đa lễ? Không cần hỏi thăm. Hôm đó nóng lòng cứu nghĩa phụ, gây ra lỗi lớn, trong lòng của ta vẫn luôn thấy rất áy náy. Nghe nói Tà lão gia bị bắt trong Thiếu Lâm tự. Trương giáo chủ võ công cái thế, chắc là đã cứu ra được rồi. Cao tăng võ công cái thế, Minh giáo ta đã thua một trận. Hơn nữa thì ông ngoại ta cũng vì vậy mà qua đời. Ân lão gia một đời anh hùng, đúng là đáng tiếc. Thật đáng tiếc. À phải rồi Chỉ Nhược, ta có một chuyện muốn thỉnh cầu. Trương giáo chủ, xin hãy trừ trọng cho. Chuyện tới ngày hôm nay, sao có thể xưng hô như cũ? Thanh Thư, Quỳnh qua đây. Hả? Đem chuyện của chúng ta nói cho Trương giáo chủ nghe đi. Trương giáo chủ xin chào. Ủa? Tống sư ca. Tống thanh thư. Tống thanh thư đó. Huynh vẫn khỏe chứ? Sao lại như vậy? Sao lại là hắn ta chứ? Sao huynh lại? Nhắc đến vẫn phải đa tạ Trương giáo chủ. Hôm đó ngươi đang thành hôn với Chỉ Nhược, vậy mà đột nhiên đổi ý. Huynh nói gì?
mối nhân duyên tốt đẹp của bọn ta cũng phải đa tạ Trương giáo chủ đã tác thành. Để ta đi coi thử. Đừng có xảy ra. Để ta đi coi. Tên tiểu tử này khiến giáo chủ chúng ta mất mặt như vậy, ta không thể đứng nhìn. Buông ta ra đi. Nè giáo chủ, giáo chủ cứ mặc kệ họ đi, mau về chỗ của chúng ta. Đi, đi thôi. Ôi trời ơi. Ôi, chú cô nương, giáo chủ bọn ta là anh hùng đại nhân đại nghĩa, hôm đó chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, sao cô có thể gả cho cái thứ này được chứ? Khi bọn ta thành thân, không có gửi thiệp mời kinh động mọi người. Trương giáo chủ, ly rượu mừng này sau này sẽ bù lại cho các hạ. Ngươi, đi 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 đi, mau lên. Giáo chủ, cứ mà kể loại người này đi, cứ kể hắn đi, đi thôi. Đi thôi, trời ơi, đi. Chú đại ca, ly rượu mừng này từ lúc đó không thiếu phần ngươi đâu. Ta khinh, ta thà uống ba lu nước đai ngựa cũng không thèm cái ly gì mà rượu người chết. Giáo chủ, đi, cứ kể họ đi, đừng nói chuyện với loại người này nữa. Đi thôi, à, giáo chủ, đi thôi, đi thôi. Cứ mặc kệ họ đi mà, đi thôi. Thành thư, là cho ngươi biết, đừng để ta gặp lại ngươi. Được rồi, đừng nói nữa mà. Ta xin ngươi đó, xen vào nữa, đừng xen vô. Được nghe ta nói, hôm nay ân oán với cái bàn xem như hòa. Sao có thể được? Viên Chân và Trần Hữu Lượng không có ở Thiếu Lâm Tự. Nếu muốn bọn ta tin, trừ khi để bọn ta lục soát. Sư thúc không như của tệ phái đã đền mạng, các người còn muốn nói cái gì nữa? Không phải mạng đã đền mạng rồi sao? Ta nói Viên Chân sư huynh và Trần Hữu Lượng hiện đều không có trong tự. Phải lục soát đi, lục soát đi, lục soát, lục soát, lục soát đi, cho họ biết tay lục soát đi, mau đi, ra đây đâu chậm đi, lục soát đi. Nếu các hạ muốn lục soát bổn tự, chỉ là một cái bàn bé nhỏ, không có được bản lĩnh này đâu. Cái gì? Người coi thường cái bàn bọn ta sao? Được, vậy ta xin lĩnh giáo người trước. Cho họ biết tay đi, đúng rồi, biết tay đi. Đúng rồi, trận đi, ra đâu trận đi. Ân quan giữa quý bàn và các bàn tạm gác qua một bên đi. Trước tiên hãy bàn về chuyện của tên Giang Tạch Tà Tôn. Đúng rồi. Người ăn nói cho đàng hoàng đi. Tạ đại hiệp Kim Mao Sư Dương vẫn là một trong pháp dương của Minh Giáo, nhưng mà Giang Tạch chứ không phải Giang Tạch. Người sợ Minh Giáo, ta phải có sợ. Đúng rồi. Với loại người lòng lan giáo xoay như Tà Tôn, lẽ nào bắt ta phải gọi là anh hùng hào kiệt thì sao hả? Đúng rồi. Các vị xin nghe ta nói vài lời. Tại hạ Minh Giáo Quang Minh Tả Sứ có câu này muốn nói rõ ràng với anh hùng thiên hạ. Minh Giáo Tả Sư Dương trước đây giết người vô số, đúng là đã phạm phải sai lầm. Đã giết người rồi, ngươi nói vài câu đơn giản nhẹ nhàng có thể hồi sinh người chết hay sao? Phải đó. Chúng ta đi lại trên giang hồ, đã từng trải qua ngày tháng dùng máu rửa kiếm, sống tới ngày hôm nay, có bàn tay nào chưa từng tước đi vài sinh mạng? Người võ công cao giết nhiều người, kẻ học nghệ chưa giỏi thì thiệt mạng dưới tay người. Nếu mỗi khi giết một người đều phải đền mạng, vậy thì ở tại đây hàng trăm ngàn anh hùng hảo hán e là cũng chỉ sót lại vài người. Hà lão anh hùng, trong suốt cuộc đời ông chưa từng giết người sao? Ta phải không? Đã từng, ta giết kẻ xấu không giết người tốt. Tên Tà Tôn này giống y hệt tên ma đầu Minh Giáo, toàn là đi giết người phóng hỏa. Ước gì ta có thể giết hắn, ăn thịt hắn, lột da hắn. Họ Dương kia, ta thấy ngươi cũng không phải là kẻ tốt đẹp gì. Ê, cái gì? Ngươi nói ai không phải là kẻ tốt đẹp chứ? Ngươi là ai? Sao ta không biết ngươi vậy? À, một kẻ trong Minh Giáo xem ra cũng không phải tốt đẹp. Ngươi nói cái gì hả? Đồ đáng khinh, đồ quỷ hút máu. <cười>
Hay lắm. Công phu giỏi quá. Hay lắm. Đúng rồi. Nói hay lắm. Đúng vậy. Giáo chủ, Tà Sư Dương gây thù quá nhiều. Minh giáo cùng với cái bang liên thủ cũng không thể địch lại toàn bộ anh hùng thiên hạ. Theo ý của ta, chi bằng hướng sự tập trung vào Đồ Long Đao, khuấy động cục diện để tất cả cạnh tranh. Được. Các vị anh hùng, hôm nay thứ nhất đến là vì Tạ Sư Dương, còn thứ hai thì sao? E rằng chỉ muốn coi thử Đồ Long Đao. Giống như Tư Đồ tiên sinh từng nói, đám đồng hỗn chiến một trận, vậy thì sau cùng bảo đao này sẽ thuộc về ai? Rốt cuộc Đồ Long Đao trong tay của ai vậy? Mời Dương Tả Sứ nói cho biết đi. Tại hạ không rõ, đang muốn thỉnh giáo Không Trí Đại Sư. Hả? Đại Sư hả? Hôm nay ngài là chủ trì của Đại hội Võ Lâm, ngài kêu mọi người tập trung ở đây phơi nắng, rốt cuộc làm sao vậy chứ? Nè, nói đi. Các vị phái Thiếu Lâm với tư cách chủ trì không ai phương trượng bị bệnh nặng, nên đại hội này không ai chủ trì. Để các vị chê cười rồi. Tạ Tốn và Đồ Long Đao xem như là hai chuyện. Thật ra hai là một, một là hai, gộp lại để mà xử lý. Theo ý của lão nạp, cùng các anh hùng anh tài tụ hợp, chỉ cần mỗi người thi triển võ công, cuối cùng vị nào áp chế được quần chúng, Tạ Tốn sẽ do người đó xử lý, Đồ Long Đao cũng thuộc về người đó. Quân hùng một lòng không phải tốt hay sao? A-di-đà-phật. Bạch Đại Sư, tăng nhân này là ai vậy? Thuộc hạ không rõ. Tăng nhân này chưa từng tham gia trận dây đánh đỉnh Quang Minh, cũng chưa từng bị quần chúa bắt vào Vạn An Tự, nhưng hắn luôn giành nói phần của Không Trí Đại Sư, e rằng địa vị trong tự không nhỏ đâu. Ta thấy người này 89 phần thuộc nhóm Viên Chân. Ta nghĩ Không Vấn Phương Trượng đã rơi vào trong tay Viên Chân. Không Trí Đại Sư đang chịu sự uy hiếp của hắn nên mặt mày thẫn thờ. Suy đoán của quận chúa rất có lý. Chỉ là cao thủ Thiếu Lâm không hề ít, Viên Chân lại dám phạm thượng giới trò, lá gan của hắn đúng là không nhỏ. Viên Chân bố trí đã lâu, lần đầu muốn làm tan rã bổn giáo, lần thứ hai muốn khống chế cái bang. Ta nghĩ lần này hắn muốn làm trưởng môn phương trượng của phái Thiếu Lâm. Làm trưởng môn phương trượng hình như cũng chưa đủ. A-di-đà-phật. Lên nói dài câu đi. Ôi trời. A-di-đà-phật. Phái Thiếu Lâm là môn phái đệ nhất trong võ lâm, làm trưởng môn phương trượng còn chưa chịu sao? Võ Lâm Chí Tôn thì sao? Nó còn cao hơn trưởng môn của phái Thiếu Lâm luôn mà. Lẽ nào nói hắn muốn làm Võ Lâm Chí Tôn? Trương đại giáo chủ, Chu muội muội đứng bên cạnh khiến huynh hồn bay phách lạc, không muốn nghĩ chuyện gì khác nữa sao? Huynh nghĩ không ra hả? Mẫn muội, muội nói Viên Chân có quỷ kế gì? Con người Viên Chân dày công tính kế, mưu trí thâm sâu. Nè, quận chúa nương nương, cô cũng là dày công tính kế, mưu trí thâm sâu. Tôi thấy cô cũng đâu có thua gì Viên Chân đâu. Đa tạ quá khen. Quá khen, không phải quá khen. Nếu Viên Chân chỉ muốn làm phương trượng, vậy thì hắn cũng đâu cần phí sức mời nhiều người tới đây làm gì. Tạ đại hiệp nếu đã rơi vào trong tay bọn họ, cần gì kêu quần hùng tỉ võ tranh giành chứ? Nhắc đến võ công, chỉ e hiện tại không ai qua nổi huynh đâu. Chuyện này Viên Chân không thể nào là không biết. Hắn không có lòng tốt để huynh trở thành Võ Lâm Chí Tôn rồi dâng Tạ đại hiệp và Đồ Long Đao cho huynh. Nếu là như vậy, huynh đoán hắn có âm mưu gì? Giáo chủ, tôi cũng đang nghĩ, chắc chắn tên này không ít quỷ kế đâu. Tôi cho rằng Viên Chân là kẻ địch lớn nhất của bổn giáo. Quận chúa nương nương,
Trước đây cô cũng là kẻ địch lớn nhất của bổn giáo. Quỷ kế của Dương Chân đầy rẫy, quận chúa nương nương, cô cũng đầy rẫy quỷ kế. Hai người các người, đúng là một cặp trời sinh. Nè, cái tên này nói lung tung cái gì vậy? Lời Chu tiên sinh nói rất là đúng. Nếu ta là Diên Chân, sẽ có âm mưu thế nào? Đầu tiên, ta sẽ khống chế Không Vấn Phương Trượng, phát thiệp anh hùng khắp nơi, mời mọi người đến Thiếu Lâm Tượng. Thật ra Không Vấn đại sư đều biết sâu về Phật pháp và lòng từ bi, ông ấy không thích nhiều chuyện. Hơn nữa ta dám khẳng định, ông ấy sẽ niệm tình sư huynh không kiến không tính, nên sẽ cho phép. Ngoài ra, nếu bọn họ đã giết Tạ Đại Hiệp, chắc chắn họ sẽ thành kẻ địch mới với Minh Giáo, thù sâu như biển. Giới phái của họ sẽ không chống lại nổi Minh Giáo. Nhưng ở đây hơn 1000 anh hùng hào kiệt đều tới, lẽ nào Minh Giáo sẽ giết sạch được sao? Chờ khi bắt đầu hội anh hùng, ta vốn không cần ra mặt. Ta chỉ cần tìm người tới sỉ nhục Tạ Đại Hiệp và Đồ Long Đao. Minh Giáo chắc chắn ra mặt, đánh một trận với anh hùng Võ Lâm. Mặc kệ kết quả ai thắng ai thua, Minh Giáo vẫn tổn thất nhiều nguyên khí. Đúng vậy, chuyện này ta vốn cũng nghĩ tới. Nhưng mà nghĩa phụ của ta đối với ta ân trọng như núi, cùng với các chị huynh đệ là giao tình hơn 10 năm nay, chẳng lẽ thấy chết mà không cứu? Bây giờ chúng ta mới lên núi vài ngày, ông ngoại của ta cũng đã bỏ ta mà đi. Ta thấy tên ác tặc Diên Chân này chắc chắn đang trốn ở trong góc nào đó vỗ tay ăn mừng. Không sai. Chờ đại hội tỷ võ kết thúc, đệ nhất cao thủ Võ Lâm vẫn là Trương đại giáo chủ. Thật ra Thiếu Lâm Tự sẽ nói rõ, Trương giáo chủ là đệ nhất Võ Lâm đương nhiên trả lại Tạ Đại Hiệp, nhưng mà muốn huynh đích thân lên núi để đón. Hễ mọi người đi theo huynh lên núi, nhưng chỉ có mình huynh phá được dòng kim trang phục ma. Nếu mọi người muốn giúp, đám hòa thượng kia sẽ nói người áp chế quần hùng là Trương giáo chủ của Minh Giáo. Nếu người Minh Giáo muốn giúp đỡ, vậy anh hùng hào kiệt trong thiên hạ sẽ thấy bất bình, chắc chắn sẽ lại đánh nhau thôi. Mà Trương giáo chủ đánh nhau từ nãy giờ cứ cho không bị thương gì ngoài da. Muội nghĩ nội lực của huynh cũng tổn hao một nửa, vốn không phải đối thủ của ba lão tăng kia. Kết quả ra sao? Không cứu được Tạ Đại Hiệp, còn huynh sẽ chết trong tay bọn họ. Ánh trăng lạnh lẽo đi cùng với thi thể của Đại Hiệp Trương Vô Kỵ. Sau đó Diên Chân lại đầu độc chết Không Vấn, giá quả cho Không Trí, bịa đặt mọi chuyện giống y như thật. Số người còn lại không thể nào không tin. Nhờ vậy hắn thuận lợi suôn sẻ làm phương trượng của phái Thiếu Lâm. Hắn lại ra lệnh thêm lần nữa diệt Minh Giáo dễ dàng, lấy đông đánh ít, hắn lại trở thành Võ Lâm Chí Tôn. Đồ Lâm Đao không xuất hiện thì thôi, nếu xuất hiện toàn bộ người trong giang hồ đều biết cây đao này lẽ ra thuộc về Diên Chân. Nếu không giao cây đao này cho hắn, e là sau này đi lại trên giang hồ vô cùng bất tiện. Đúng vậy, đúng vậy, đúng là âm mưu lớn lao. Vô cùng chặt chẽ. Đúng là âm mưu lớn trong thiên hạ này. Âm mưu gì vậy? Có thể nói cho tại hạ nghe chơi không? Câu này không thể nói trắng ra được. Ta đây nếu muốn khiêu khích Ly Gián, sẽ để anh hùng thiên hạ tàn sát lẫn nhau, đấu một trận sống chết. Nếu nói rõ ra như vậy thì không còn linh nữa rồi. Hay lắm nha. Không biết làm sao khiêu khích Ly Gián có thể nói ta nghe được không? Ở trong lòng ta có âm mưu nghĩ kế. Ta sẽ giả vờ nói Đồ Long Đao đang ở chỗ ta, võ công ai giỏi nhất, ta sẽ giao Đồ Long Đao cho kẻ đó ngay. Cái hay lắm mà, cái hay Nè, Đồ Long Bảo Đao là Võ Lâm Chí Tôn, ai mà không muốn có chứ. Vậy phải làm sao đây? Tất cả đều bán mạng tranh giành, cho nên tên điên bị ma men giết chết, ma men bị hòa thượng giết chết, hòa thượng bị đạo sĩ giết chết, còn đạo sĩ bị ni cô giết. Thì thể người chết khắp nơi, máu chảy thành sông, đi đời nhà ma vô cùng kinh khủng. Nói hay quá. Lời Chu tiên sinh nói rất đúng. Người đàng hoàng không nói bóng gió. Các môn phái ở đây đối với cây Đồ Long Đao này khó trách có chút mong chờ đỏ cả mắt. Nhưng mà vì cây đao này mà khiến cho thân bại danh liệt, thậm chí là quý diệt môn phái thì có chút không đáng. Ta nghĩ mọi người cần nghĩ một kế sách kết bạn nhờ võ, chạm đến ranh giới dù không phần thắng bại cũng không giảm hòa khí. Các vị
cảm thấy thế nào? Hả? Ê, ta còn tưởng mình là anh hùng thì ra là tên sợ giò. Đúng rồi, đúng rồi. Vừa không bị thương cũng không mất mạng. Vậy trận đấu võ này có gì hay ho đâu chứ. Nếu ngươi không thích thì thôi, đừng có ở đây mượn rượu làm loạn. Ta là tên ma men, chẳng qua cũng chỉ nói vài câu chơi thôi. Ông làm gì dữ à? Ông cần gì dẫn tới vậy? Đúng chứ. Rồi, đâu cần thiết chứ. Ai mà không biết thất hương quyền của phái Không Động thủ đoạn cực kỳ nham hiểm. Vậy không kiến thầm tăng không phải cũng chết dưới tay của thất thường quyền sao? Xương cốt với già cỗi cũng ma men như ta đây, làm sao mà so được với Không Kiến Thần Tăng chứ, có phải không hả? Đúng 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 đúng. Theo ý của tại hạ, mỗi môn phái mỗi bang hội ở đây đề cử hai cao thủ đứng ra cùng so tài võ công với nhau, cuối cùng môn phái nào võ công cao nhất thì Độ Long Đao và Tạ Đại Hiệp sẽ do người đó xử lý. Được đó, được đó, tấn thần đi lắm. Đúng vậy, ta phải cử thêm ra vài người làm chứng. Phái Thiếu Lâm chủ trì. Mau lên đi. Không Trí đại sư đương nhiên là người đầu tiên. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Từ đầu tiên chúng ta đây á, đề cử Sơn Đông Đại Hiệp, Hạ Lão Anh Hùng Hạ Trụ, đề cử thêm một người. Chờ đã. Đề cử người làm chứng gì chứ? Vốn dĩ đâu cần tới. Xin thỉnh giáo vị sư thái này, sao lại không cần người làm chứng chứ? Hai người đấu với nhau, người sống thì thắng, người chết thì thua, cũng đâu cần gì người làm chứng. Đại hội anh hùng hôm nay kết bạn nhờ võ công thù sâu quán nặng gì, cần gì phải ra tay phân định sống chết hả? Người xuất gia từ bi là gốc, lẽ nào sư thái nói lời này không sợ Phật tổ trách tội sao? Ngươi cùng kẻ kế bên ăn nói lung tung trước mặt đệ tử phái Nga Mi, đàng hoàng lại một chút cho ta. Trời, phái Nga Mi lợi hại dữ ha. Có câu nói nam nhân không so đo với nữ nhân, mà mèn tốt mà không đấu với ni cô. Cẩn thận. Trời, trời ơi, độc ác quá. Tư Đồ huynh đệ, huynh đệ, huynh đệ, người chết thảm quá đi. Huynh đệ, mặc dù ngươi không biết ăn nói nhưng chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý. Huynh đệ, huynh đệ, huynh đệ, đúng là sao ác quá mà. Phải Nga Mi các ngươi cũng quá ác động rồi. Trưởng môn nhân các ngươi chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, sau này phải Nga Mi các ngươi sao còn đi lại trên giang hồ được nữa chứ? Làm sao đi lại trên giang hồ được nữa hả? Nè huynh đệ, không ngờ đúng nhập một chính phái mà ác độc quá trời. Sao mà ra tay độc ác quá vậy? Không thể tin nổi mà. Nga Mi đúng là ác độc mà. Không ngờ cái gì? Nhập một chính phái gì? Hôm nay anh hùng tụ hội đều đến vì Đồ Long Bảo Đao. Nếu đã động đến binh đao quyền cước thì khó tránh khỏi thương vong. Vừa rồi thấy mọi người đều bất mãn với bổn phái, tại hạ xin thỉnh giáo, hôm nay chúng ta so tài với nhau có cần xác định phẩm chất đạo đức của mỗi người hay không? Đại thánh đại hiền thì không thể bị thương được sao? Những kẻ vô cùng hung ác thì có thể đồ sát bừa bãi sao? Xin hỏi các hạ tên họ là gì? Vô danh tiểu túc, không phiền dung vị hiệp quan tâm. Các hạ luôn miệng nói tỉ võ so tài, chắc là có trình độ hơn người về mặt võ học. Khi sư phụ ta còn nhỏ, từng chịu ơn lớn của Quách nữ hiệp của quý phái, đệ tử phái Võ Đan ta không được đấu với võ phái Nga Mi. Cho nên tại hạ muốn hỏi thử một câu, các hạ có phải thực sự là đệ tử phái Nga Mi không? Tên họ là gì? Đại trưởng phu quang minh lỗi lạc, làm gì có chuyện phải che giấu kia chứ? Du nhị hiệp, người này là phu quân của bổn tọa, vốn xuất thân từ Võ Đan, bây giờ đã gia nhập vào môn hạ của phái Nga Mi. Du nhị hiệp có chuyện gì cần nói, chỉ cần nói với bổn tọa là được. Ngươi, Tống Thanh Thư, tên súc sinh này tại sao lại hại chết thất thúc của ngươi? Đi theo ta về Võ Đan để thái sư phụ của ngươi xử lý. Đi theo ta. Con không đi đâu hết, con đã không còn là người của phái Võ Đan, không cần thúc lo. Ngươi,
chỉ nhường. Đều là ta có lỗi với muội. Nhưng mà Tống sư ca hại chết Mạc Thất Thúc, cần có một kết thúc cho chuyện này. Ta thấy hay để huynh ấy theo hai vị sư bá về phái Võ Đan, để huynh ấy nhận lỗi sai với Tống đại bá. Trương giáo chủ, trước đây ta còn tưởng ngài là một hảo hán, chẳng qua hành xử hồ đồ thôi. Thật không ngờ ngài là một tên tiểu nhân bỉ ổi. Đại trưởng phu một mình làm một mình chịu. Người đã hại chết Mạc Thất Thúc, sao lại có thể đem tội danh đổ lên đầu người khác được? Mùi nói ta hại chết Mạc Thất Hiệp. Sao mùi có thể nói như vậy? Chuyện hại chết Mạc Thất Hiệp đều là do quận chúa Nhữ Dương Dương của triều đình bày mưu tính kế. Sao ngài không kêu cô ta ra đổi chức danh hùng trong thiên hạ đi? Trương Du Kỵ, thật không ngờ ngươi thân là giáo chủ Minh Giáo lại bỉ ổi đê tiện như vậy. Im miệng! Phái Nga Mi dùng vũ khí làm càn, tài năng thấp kém. Để ta cho cô hiểu biết thêm thế nào là ngũ hành trận pháp của Minh Giáo. Các chị, hôm nay là đại hội anh hùng, các môn phái đàng hoàng sát học hỏi tu vi trong võ học. Hôm nay người tài thì chiến thắng. Cho nên cái con khỉ chứ cho nên cái gì? Phái Nga Mi có thể dùng đá lửa giết người. Vậy thì thủy độc, hỏa độc, ba chiêu thức hạ lưu này có xài cũng không thành vấn đề, có phải không? Có quy tắc nào như vậy không hả? Phải, đúng rồi. Các vị. Đúng rồi. Các vị nghe ta nói, hôm nay ngoài giáo chủ bọn ta có ai ra trận không vậy? Hay là vậy đi, huynh đệ nào trong bổn giáo ra trận, thực ra cũng như nhau. Dương Tả Sứ đi đầu, sẽ cùng đi với ta đánh dòng Kim Gan phục ma với Bất Dương và Bố Đại Đại Sư. Trước đó đã lập công, cũng đã nỗ lực rất nhiều. Lần này ta muốn mời Phạm Hữu Sứ. Đa tạ giáo chủ coi trọng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Khổ Đại Sư, ta có một chuyện thỉnh cầu, không biết ông có đồng ý không? Quận chúa có chuyện gì xin cứ nói. Ông và Không Trí Đại Sư của phái Thiếu Lâm có xích mích với nhau. Nếu hai người đối đầu với nhau, dù là ai thắng hay thua, thể lực cũng sẽ hao tốn rất nhiều. Chi bằng ông hẹn ông ta, hôm khác hai người chọn một ngày đánh riêng một trận trong Vạn An Tự quyết định thắng thua. Ông thấy sao hả? Kế hay. Sau khi Khổng Trí Đại Sư và Phạm Hữu Sứ hẹn ngày xong, hôm nay sẽ không cần ra tay. Kế này của quận chúa đúng là giúp Minh Giáo bỏ đi một kẻ địch mạnh. Tu lĩnh Khổng Trí Đại Sư. Phạm Thí Chủ, có chuyện gì? Hôm nay đại hội quần hùng, đa phần đều đến vì Tả Sư Dương và Đồ Long Bảo Đao. Hai chúng ta có thù quán ở Vạn An Tự, có thể hẹn vào ngày Tết Trung Thu của năm nay giải quyết triệt để ở Vạn An Tự được không? A-di-đà-phật. Được, Phạm Thí Chủ. Vậy chúng ta hẹn vào Trung Thu năm nay sẽ gặp nhau ở Vạn An Tự. Không gặp không về. A-di-đà-phật. Được, nói thì giữ lời. A-di-đà-phật. Tổng Thanh Thư, người bước ra cho ta. Họ Tống kia, người là gian tặc, nghe lệnh của Trần Hữu Lượng trà trộn vào cái bang ta. Chuyện hại chết sử ban chủ, tên gian tặc nhà ngươi chắc chắn có phần. Hôm nay ngươi còn mặt mũi tới chỗ này hay sao? Chuyện trà trộn vào sào huyệt địch để thám thính trên giang hồ rất bình thường. Chỉ trách đám ăn mày các ngươi lớn tuổi mắt mù, không nhìn ra bộ mặt thật của Tống đại gia ta. Ngay cả với phái Võ Đan mà ngươi cũng dám phản bội, thì có chuyện gì ngươi không làm được chứ? Ngươi bất hiếu với cha, sau này với vợ ngươi cũng sẽ bất nghĩa. Xem ra phái Nga Mi nhất định cũng sẽ vì ngươi mà mất hết mặt mũi tiếng tăm. Ông nói đủ chưa hả? Ngươi, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi đàng hoàng. Right.
dừng tay. Nói tấm thanh thư. Tình tiểu nhân bị ổi, người phản bội Võ Đan, tại sao còn dùng công phu của Võ Đan? Tại sao còn dùng võ nghệ do cha ngươi truyền dạy? Công phu phá Võ Đan có gì hay ho chứ? Võ công gì vậy? Trưởng lão. Đúng là tàn độc. Công phu của cái bang cũng chỉ có vậy thôi. Còn ai muốn đứng ra khiêu chiến không? Có ta. Vị sư thúc. Tình nghịch tử này lại dám phản bội Võ Đan, còn hại chết thất thúc của người. Hôm nay ta phải thay Võ Đan thanh lý môn hộ. Hey!
Trường giáo chủ. Không sao chứ? Giáo chủ, giáo chủ, không sao. Giáo chủ để tôi. Phạm Hữu Sứ. Nè, nghe theo lệnh của ta, huynh không được ra tay. Quá rồi. Giáo chủ đã khỏi hẳn rồi. Quá tốt. Tu vi nội công của Vô Kỵ đúng là vô cùng thâm hậu. Người thường nếu chịu trọng thương tới mức này, dù có cao thủ chữa trị ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng 1-2 tháng. Nhưng Vô Kỵ có thể khỏi hẳn chỉ trong vài canh giờ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, đúng là khó tin mà. Đúng vậy. Ưng Lục Thúc, con ra ngoài một chút. Vô Kỵ à, con vừa mới trọng thương đó. Lục Thúc, mọi người yên tâm đi, con không sao đâu. Đi một lát rồi sẽ về. Dạ, mời. Trường giáo chủ, đây chính là khu ở của trưởng môn phái Nga Mi. Tăng ni khác biệt, tiểu tăng không tiện vào trong đêm hôm. A Di Đà Phật. Nếu ngài trở về nói đến việc này, khó tránh kinh động mọi người. Chi bằng ta điểm huyệt đạo của ngài, ngài có thể ở đây chờ ta. Tiểu tăng không dám, xin trường giáo chủ tự nhiên. Là ai? Minh giáo Trương Vô Kỵ, xin cầu kiến tống phu nhân của quý phái. Trương giáo chủ, xin chờ ở đây, ta đi bẩm báo. Trương giáo chủ, trưởng môn nhân có dặn nam nữ khác biệt, ban đêm không tiện gặp mặt, mời giáo chủ về cho. Tại hạ tinh thông y thuật, chỉ muốn trị thương cho Tống Thanh Thư thiếu hiệp, không có ý gì khác. Trương giáo chủ, mời. Thank you.
Vết thương của Tống sư ca sao rồi? Để ta đi xem thử. Xương đầu huynh ấy vỡ nát, bị thương rất nặng, rất khó mà sống sót. Muội biết ta giỏi y thuật, ta sẽ cố gắng cứu huynh ấy. Tại sao lại muốn cứu huynh ấy? Ta có lỗi với muội, trong lòng luôn thấy áy náy. Huống hồ hôm nay muội đã nương tay tha mạng cho ta. Là ngươi nương tay với ta trước, lẽ nào ta không biết? Nếu ngươi cứu sống huynh ấy, muốn ta báo đáp ra sao? Một mạng đổi một mạng. Ta hy vọng muội sẽ nương tay với nghĩa phụ ta. Ở bên trong. Chỉ Nhược à, Tống phu nhân. À phải rồi, tính mạng của Tống sư ca có cứu được hay không? Ta không dám nhiều lời, nhưng mà có thể để ta thử không? Nếu ngươi không cứu được, trên đời cũng không ai có thể làm được. Ngay cả khi cứu được tính mạng của huynh ấy, về dung mạo võ công có thể sẽ không hồi phục lại được nữa. Não huynh ấy đã bị chấn thương rồi, e là chỉ e là sau này nói chuyện cũng không dễ dàng. Dù gì ngươi cũng không phải thần tiên, ta biết mà. Ngươi sẽ cố gắng hết sức cứu được huynh ấy. Ngươi sẽ không thẹn với lòng đi làm phò mã triều đình. Cứu người quan trọng hơn. Giáo chủ đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa về nữa. Nè, các huynh đệ, hãy chúng ta đi tìm đi. Nè, không cần đâu, khi cần về giáo chủ sẽ về thôi. Ừ nè. Nè nè, sao không biết được chứ? Ừ nè, cô. Ừ nè, cô biết sao? Ừ nè, nè 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 nè. Muội cứ yên tâm, ngươi không chắc chắn cứu được, ta cũng không đảm bảo cứu được Tạ đại hiệp. Ngay cả ngươi cũng không phá được thì ta càng không ăn thua gì. Nếu như hai chúng ta liên thủ có thể sẽ được. Ta dùng lực đạo thuần dương chí cương giữ chân ba vị cao tăng, muội dùng lực âm nhu của mình như cơ hội chui vào. Một khi vào trong vòng phục ma, trong ngoài cùng công, chắc chắn sẽ thành công. Hai chúng ta từng có hôn ước với nhau, bây giờ mạng của chồng ta giống như chỉ mảnh rêu chuông, cộng thêm hôm nay ta nương tay với ngươi, người đời chắc chắn nói ta còn dương vấn tình xưa. Nếu ta còn mời ngươi giúp cho ta,
và anh hùng trong thiên hạ sẽ mắng ta không biết liêm sĩ, tính tình lẳng lơ. Nhưng mà chúng ta không thẹn với lòng, lo gì người ngoài nói chứ. Nhưng nếu ta hổ thẹn với lòng thì sao? Trường giáo chủ, hai chúng ta cô nam quả nữ đêm hôm ở chung với nhau, khó trách người khác dị nghị. Người mau về đi. Tống phu nhân, lúc nhỏ muội rất tốt với lại Trương Vô Kỵ. Ta chỉ mong muội cho ta thêm một lần ân đức. Những năm tháng Trương Vô Kỵ còn sống, tuyệt đối sẽ không dám quên ân nghĩa này của muội. Sư tỷ, tiễn khách. Trương Vô Kỵ, trưởng môn kêu ngươi ra ngoài, sao ngươi còn không đi? Đúng là đồ không biết xấu hổ. Tống phu nhân, mong muội thương tình. Mạng của Tống Thanh Thư rồi hả? Lại đem hát ngọc đoạn